Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 3 tuyên bố trên Telegram rằng nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm ở Liên bang Nga. Đặc biệt, một máy bay không người lái đã nhắm vào vùng Ben-Gorod, và 11 chiếc khác nhắm vào vùng Volgograd nhưng đều đã bị bắn hạ. Theo đó, hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công và tiêu diệt tất cả các máy bay không người lái tham gia cuộc tấn công đêm mùng 7 dạng sáng ngày mùng 8 tháng 3. Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết người Nga đã tấn công miền Nam và miền Đông Ukraine và sử dụng một tên lửa phòng không dẫn đường S-300, hai tên lửa dẫn đường KH-59 và 37 máy bay không người lái tấn công Sahet lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 33 máy bay không người lái của Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn 4 máy bay không người lái vào sáng ngày 5 tháng 3. Trong đó, 3 chiếc đã bị đẩy lùi khỏi vùng Ben -Gorod và một chiếc khác trên vùng Kursk. Thống đốc Vyacheslav Gravko cho biết vụ nổ ở vùng Ben -Gorod đã gây hỏa hoạn cho một cơ sở hạ tầng, vì quan chức này không cáo buộc vụ việc liên quan đến các hành động của Ukraine. Dẫn thông tin từ dịch vụ cứu hộ, ông Gratkov nói rằng một thùng nhiên liệu đã bị ảnh hưởng nhưng đám cháy đã được dập tắt trước khi lan rộng. Kênh Telegram Mart đã công bố đoạn video về hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một cơ sở dầu mỏ. Hãng tin này cho biết chiếc máy bay được cho là đến từ vùng Sumy của Ukraine. Ông Alexander Gusev, thống đốc vùng Voronezh, đã cảnh báo người dân về mối đe dọa trên không do máy bay không người lái gây ra. Ông nói trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không đã sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công này. Moscow cáo buộc lực lượng Ukraine thường xuyên đưa máy bay không người lái vào Nga, trong đó các khu vực gần lãnh thổ do Kiev kiểm soát chịu thiệt hại nặng nề nhất. Quân đội Nga mô tả các hoạt động này là âm mưu tấn công khủng bố. Theo báo cáo của ông Gratkov, Ukraine đã thực hiện 8 vụ pháo kích chỉ trong một ngày với âm mưu tấn công vùng Bengorod, 3 vụ máy bay không người lái thả đạn và một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ông cho biết một số vụ tấn công đã gây hư hại trên mặt đất, nhưng may mắn không có người nào bị thương. Giữa bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các máy bay không người lái đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên chiến trường. Anh tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine hơn 10.000 UAV để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột chống lại Nga. Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều loại máy bay không người lái khác nhau trong cuộc xung đột với Nga để phá hủy và làm hư hại hàng nghìn thiết bị và phương tiện của đối phương. Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí và do đó đang ở thế yếu trong cuộc xung đột với Nga, lực lượng đang giành được những thắng lợi gần đây trên chiến trường. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Latvia kêu gọi những công dân nước này ở Nga hãy thận trọng và tránh tụ tập đông người do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Moscow trong 48 giờ tới. Thông báo được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trong 48 giờ tới. Trước đó một ngày, Đại sứ quán Mỹ cho biết họ đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow. Sau cảnh báo, Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo tương tự khuyến nghị công dân Anh không nên đến Nga vì lý do rủi ro và mối đe dọa khủng bố. Tương tự là Đức cũng kêu gọi công dân của mình và những người có hai quốc tịch không đến Nga trong thời gian tới, đồng thời tuyên bố trên trang web của chính phủ rằng Đại sứ quán Đức tại Moscow và Tổng lãnh sự quán tại Saint Petersburg sẽ đóng cửa vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Estonia hôm qua cũng đã yêu cầu công dân của mình cẩn thận hơn bình thường và tránh các cuộc tụ tập nơi công cộng do mối đe dọa khủng bố. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ đã phát một tuyên bố trên trang web đầu giờ sáng ngày 8 tháng 3 theo giờ Moscow có nội dung. Đại sứ quán đang theo dõi các thông tin rằng những kẻ cực đoàn sắp có kế hoạch tấn công các cuộc tụ tập đông người ở Moscow. Trong đó có cả các buổi hòa nhạc, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tránh các cuộc tụ tập đông người trong 48 giờ tới. Đại sứ quán Mỹ cũng kêu gọi người Mỹ luôn cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông Nga để biết thông tin cập nhật. Đại sứ quán Mỹ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về cảnh báo này. Chính quyền Nga chưa bình luận về khuyến cáo này. Cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo đã chặn âm mưu tấn công của một nhóm thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhắm vào một giáo đường do Thái ở Moscow. Theo FSB, một nhóm của IS đang hoạt động ở vùng Kaluga của Nga. Nhóm này thuộc IS-ISK hay IS Khorasan, nhánh của IS tại Afghanistan, ISISK lần đầu xuất hiện ở miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và khét tiếng về độ tàn bạo. FSB cho biết nhóm cực đoan này đang chuẩn bị dùng súng tấn công các giáo đường Do Thái ở Moscow. Các thành viên của nhóm đã bị bắn hạ khi chống trả đặc nhiệm Nga. FSB cho biết thêm, vũ khí, đạn cùng một số thiết bị dùng làm bom tự chế của nhóm này đã bị tịch thu. Trong một diễn biến liên quan ngày 7 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ Linsnesiasi yêu cầu đại sứ quán Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ mà hoạt động gần đây đã bị cấm ở Nga. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga đã trao công hàm phản đối cho đại sứ Mỹ, qua đó yêu cầu ngừng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ của Mỹ, gồm Hội đồng giáo dục quốc tế Mỹ, quan điểm văn hóa và Viện giáo dục quốc tế Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu vẫn tiếp tục thì Moscow sẽ coi đó là hành động vi phạm luật pháp Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu đại sứ quán Mỹ xóa khỏi trang web và mạng xã hội danh sách các tổ chức phi chính phủ không được hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo trục xuất nhân viên Đại sứ quán Mỹ nào tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga. Bộ này nêu rõ ý đồ can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, bao gồm thông qua các hành động lật đổ và truyền bá thông tin sai sự thật trong bối cảnh bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ bị ngăn chặn một cách kiên quyết và dứt khoát. Cơ quan bảo vệ thông tin và truyền thông đặc biệt của Ukraine tuyên bố, nước này đã chi 4 triệu đô la Mỹ để chặn các chương trình phát thanh và truyền hình của Nga ở các khu vực giáp biên giới. Trong một thông báo trên nền tảng Telegram ngày 8 tháng 3, Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông đặc biệt Ukraine cho biết, chính phủ đã phân bố kinh phí để xây dựng một hệ thống ngăn chặn việc phát sóng các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga ở các vùng giáp biên giới. Báo cáo nêu rằng các biện pháp mới sẽ giúp giảm tác động tuyên truyền của Nga đối với người dân Ukraine và tăng mức độ bảo mật thông tin của Ukraine. Hệ thống gây nhiễu dự kiến sẽ bao phủ chính khu vực bao gồm Kiev, Kharkov và Odessa. Ukraine dần siết chặt các phương tiện truyền thông Nga kể từ năm 2014, đồng thời cấm tất cả các kênh truyền hình lớn của Nga phát sóng đến nước này. Sau khi Moscow phát động kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022, Kiev tuyên bố hầu hết nội dung truyền thông của Nga là bất hợp pháp và đã hành động để chặn các dịch vụ giúp người xem lách các hạn chế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hợp nhất tất cả các cơ quan truyền thông trong nước dưới sự bảo trợ của nhà nước với lý do thiết quân luật được áp đặt sau khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu. Tuần trước, Ủy ban Tự do quân luận của Quốc hội Ukraine đã kêu gọi cấm nền tảng nhắn tin được mã hóa Telegram, mô tả đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia NSDC của Ukraine, lập luận rằng Telegram nên bị cấm vì hệ thống tạo ảnh hưởng của Nga đang hoạt động ở đó. Sau khi Nga thực hiện kế hoạch quân sự ở Ukraine, hầu hết các quốc gia châu Âu cũng ngăn chặn các cơ quan truyền thông Nga phát sóng trên lãnh thổ của họ. Tháng 2 năm 2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích rằng những lệnh cấm này vi phạm trắng trợn nghĩa vụ mà các quốc gia này cần thực hiện với tư cách là một phần của OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, nhằm đảm bảo quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin bình đẳng cho người dân của tất cả các quốc gia thành viên. Trong một diễn biến liên quan trên Telegram, thủ tướng Ukraine Denis Semihat có đăng: "Khoảng 300 tỷ euro tài sản thuộc chủ quyền của nga đã bị phong tỏa ở các nước đối tác và mục tiêu của Ukraine là giành được quyền tiếp cận chúng." Ông Semihat thông báo một cuộc họp đã được tổ chức về việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của nga với sự tham gia của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế và NBU. Thủ tướng Ukraine khẳng định. Chúng tôi đã thảo luận về kế hoạch hợp tác với G7, EU và Mỹ về khoảng 300 tỷ euro tài sản thuộc quyền của Nga bị phong tỏa ở các nước đối tác. Mục tiêu và quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng là tiếp cận tất cả các tài sản này. Người đứng đầu chính phủ Ukraine lưu ý rằng Kiev đang củng cố vị thế pháp lý của mình và chuẩn bị các cơ chế pháp lý cần thiết. Hiện Kiev chưa tiết lộ làm thế nào để tiếp cận khoản tiền của nhà nước Nga bị phong tỏa nhưng Thủ tướng Denis Samihat khẳng định, cùng với Ngân hàng Thế giới VKB, chúng tôi ước tính quá trình phục hồi của Ukraine sẽ tiêu tốn ít nhất 486 tỷ đô la và tài sản của Nga sẽ là nguồn phục hồi chính. Nga phải trả tiền và Nga sẽ trả tiền. Vừa qua, giới lãnh đạo các quốc gia lớn ở châu Âu và NATO kiên quyết phản đối việc gửi quân tới giúp đỡ lực lượng vũ trang Ukraine. Thế nhưng tại sao NATO không yêu cầu những binh sĩ đã hiện diện ở Ukraine phải về nước? Trong khi vào thời điểm này, nhu cầu rút quân là cấp thiết. Đây là câu hỏi được chuyên gia Stephen Brian giải đáp trong một bài viết cho tờ báo trực tuyến Asia Times với sự thật là NATO hiện diện ở Ukraine không phải để giúp Kiev bảo vệ đất nước, mà thật sự là để bí mật thiết lập một vòng vây bao quanh nước Nga. Ông Stephen Brian Hiện chưa rõ số lượng nhân sự thực tế của NATO ở Ukraine, nhưng chắc chắn rằng họ có mặt ở đó với số lượng lớn và đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan và một số nước khác. Khi những chuyên gia quân sự núp dưới danh nghĩa tình nguyện viên này bị thương hoặc thiệt mạng, điều gì xảy ra với họ vẫn chưa rõ ràng và vai trò của họ thường được cho là làm việc ở Ukraine trong lĩnh vực y tế hoặc xã hội, mặc dù gần đây tình trạng chiến đấu đã được công nhận ít nhất là ở Mỹ. Dù tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong giới lãnh đạo liên minh châu Âu, nhưng việc vấn đề điều quân được thảo luận công khai tại diễn đàn EU rõ ràng đã làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga. Theo vị chuyên gia này, rõ ràng là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO vẫn đang tìm kiếm lý do và cơ hội, còn cửa sổ Overton, Overton Window đang mở Cửa sổ Overton là một khái niệm chính trị diễn ra sự thay đổi cách nhìn của xã hội về một vấn đề hiện tượng nào đó. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, sự hiện diện của các sĩ quan và binh sĩ quân đội các nước NATO tại Ukraine là một sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm của chính quyền Joe Biden. Trong một thời gian, NATO đã cố tình kích động xung đột ở Ukraine với lý do là để giúp người dân nước này chống lại nước Nga nhưng những bằng chứng là cho thấy một góc nhìn rất khác. Theo vị chuyên gia này, NATO đang tìm kiếm căn cứ để triển khai lực lượng và vũ khí của Liên minh để áp sát biên giới nước Nga và thiết lập vòng vây xung quanh quốc gia mà họ cho là địch thủ lớn nhất. Trong khi đó, phát biểu trong thông điệp liên bang, ông Biden cho biết, chính phủ của ông quyết tâm không đưa lực lượng Mỹ tới tham chiến ở Ukraine. TASS hôm 8 tháng 3 dẫn lời ông Biden Họ không đề nghị gửi lính Mỹ tới Ukraine. Trên thực tế, không có lính Mỹ nào tham chiến ở đó. Và tôi kiên quyết giữ nguyên như vậy. Theo ông Biden, Ukraine có thể chiến thắng trong xung đột với Nga nếu Mỹ sát cánh và cung cấp vũ khí cần thiết để tự vệ. Trong bài phát biểu, ông Biden một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Biden nói, nếu có ai đó trong căn phòng này cho rằng Nga sẽ dừng lại ở Ukraine, Tôi đảm bảo với bạn, họ sẽ không làm như vậy, nhưng Ukraine có thể ngăn cản Nga. Nga đã nhiều lần khẳng định không có kế hoạch đẩy xung đột vượt khỏi lãnh thổ Ukraine và tấn công các nước châu Âu.